chứ không phải là cứ ấm ở ấm ở này mà qua mua đâu, không qua đâu. Nắng nào không có thuộc tính thì là không viết được, không chạy được. Hay như nào? Class model, biến model bằng new class, new object model, và đang model ra. Hả? Vì sao không có chạy được? Ý nghĩa ở đây là gì? Rồi. Rồi, vẫn chạy được. Chẳng có gì không chạy được cả. Nó là object không? Thế nhưng nếu mà tôi làm cái việc này có được không? Làm này có được không? Bây giờ thì có chạy không? Ví dòng không? Hai lớp có cùng tên thì không được biết à? Thì chạy một cái thôi. Thế tóm lại là có chạy được không? Hả? Tiến? Không thể chạy được. Bởi vì trong PP nó không cho phép chúng ta viết định nghĩa lại hai cái lớp có cùng tên với nhau. Không được phép, không bao giờ được phép. Bây giờ, vậy thì không ổn. Nếu mà suy nghĩ bình thường thì kiểu này nó đúng. Đúng không? Nhưng mà nếu mà trong project của chúng ta mà tiến hành có hai cái lớp, tôi đều muốn đặt là tên là model. Mỗi một cái lớp này sẽ là một cái, các bạn còn nhớ cái khái niệm base model ngày xưa tôi hướng dẫn các bạn xây dựng không? Một cái model để giúp tôi tương tác với cơ sở dữ liệu là MongoDB. Một cái model để giúp tôi tương tác với cơ sở dữ liệu là MySQL. Tôi đều muốn đặt chúng nó tên là model, đúng không? Tôi có mục đích rõ ràng, có tên rõ ràng, có được không? Hiện tại trong PP các bạn với cái lượng kiến thức các bạn đang nắm lấy hiện tại với kiến thức của các bạn ấy thì là không được. Tuy nhiên làm như thế này thì được. Namespace bằng Mongo chấm phẩy và đặt hàng ngày là namespace bằng MySQL. Sau đó model này bằng new Mongo sược model như này. Có chạy không? Ở đây tôi tiến hành function construct. Ở đây tôi có là $this trỏ đến name bằng mongo model. Ở đây tôi this trỏ đến lên name bằng mysql model. Class MySQL Mongo Model. Cái gì đây? Uncatch error. Class MySQL. Đây. Chạy đúng không? Nó chạy ra Mongo Model. Bây giờ nếu tôi muốn chạy cái lớp là lớp MySQL Model thì tôi tiến hành là copy cái này, vứt lên đây. MySQL Model. Thì đến đây là tôi đã có thể sử dụng được cái lớp, các cái lớp có cùng tên với nhau trong cùng một file, tôi định nghĩa ra cùng một chỗ. Rồi, chúng ta có hai cái lớp model cùng tên. Nhưng bây giờ chúng ta đặt thêm cho nó một cái phát là cái namespace. Một cái, đơn giản này thôi.
Và sau này ở dưới này chúng ta muốn dùng cái lớp nào chúng ta chỉ đơn giản là new, thêm cái name space ở đằng trước và sửa cái tên lớp là xong. Thì đấy là cái khái niệm về name space. Đó, đây là cách dùng về name space. Còn cái khái niệm của name space là cái gì và ứng dụng của nó là làm sao thì sẽ như sau. Name là gì? Name là tên đúng không? Space là gì? Là gì? Không gian. Nó là tên, là không gian tên. Yeah. Nó là không gian tên. Thì không gian tên nó giống như cái nhà của chúng ta vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta có cái nhà này là cái nhà số mỗi nhà đều có số nhà riêng đúng không? Thì chúng ta có cái nhà là nhà A1. Yeah. Và ở trong này chúng ta có một thằng tên là thằng Giang. Bên này là nhà A2, cũng có một thằng tên là thằng Giang. Hai thằng này tên là Giang. Được chưa? Đơn giản thôi, người ta đặt tên con chung nhau là chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả. Bây giờ thằng Thảo, đây thằng Thảo, đầu lông xương chéo, năm chân luôn. Rồi. Thằng này thằng Thảo chạy đến đây gọi Giang ơi. Là thằng nào là mình chưa? Cả hai là chưa? Thế nhưng mà nếu mà trong thực tế, trong cái việc máy tính nó xử lý ấy, nếu mà gọi Giang ơi thì anh chẳng được nào chưa? Có lỗi ngay, bởi vì nó không biết thằng nào là cái thằng đơn vị. Được chưa? Nó chỉ tìm được một trong hai đơn vị thôi, nhưng mà hiện tại là có hai thằng có thể đủ khả năng cung ứng cho nó, cho nên là nó không thể nào mà trả cho chúng ta một trong hai thằng này đâu. Đấy là cái logic ở trong cuộc sống cũng như là logic ở trong cái điều chỉnh của chúng ta. Thì nếu mà thằng Hảo này đến gọi là A1 giá thôi này thì thằng nào thì nó biết ở đâu rồi đúng không? Hay còn gọi là thằng Giác ở nhà A1 ơi thì là gọi thì là thằng này thì biết nó đang gọi nhà mình, có thể là gọi để đánh hay là gọi để cho tiền gì đấy không ai biết được đúng không? Thì thằng này thì nó biết là nó đang gọi mình đấy. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có cái namespace ở đây này, chúng ta coi như là định nghĩa cho nó một cái ngôi nhà, tức là một cái địa chỉ nhà, và các cái lớp nằm trong đấy nó là gì, là các cái thằng con nằm trong một gia đình, có thể có nhiều con nhé. Ví dụ đây là thằng Chiến này, đây là thằng Chí này đúng không, đây là thằng Tuấn Anh này, chẳng sao cả. Một ngôi nhà có thể có nhiều đứa con ở trong thì nhiều người tham gia vào trong này. Và nếu muốn gọi cái thằng Trí thì lại là A2 sượt Trí, gọi nó ra là như thế này, đơn giản thì thôi. Được chưa? Thì là chúng ta cũng khi mà lập trình, chúng ta cũng tiến hành xây dựng cho các bọn này, cho các cái đây là các cái lớp này, đây là các cái lớp của chúng ta. Chúng ta cũng tiến hành xây dựng cho các cái lớp này một cái ngôi nhà. Thì chúng ta khi mà đưa vào thực tế thì bọn tôi hay làm như sau này. Ví dụ tôi sẽ có là cái một thư mục tên là Mongo. Và ở trong này tôi tạo ra một cái lớp new file tên là base model.php. Đây. Và tôi sẽ tiến hành code PHP cho nó. Ở đây xây dựng. Nào nghe tập trung nhá, cái bài này sẽ phải làm đấy. Chuẩn bị là sắp tới là cái bài lát tới là phải làm cái này đấy nhá. Mà không làm không hiểu thì tôi cũng chịu thôi. Namespace đây là Mongo. Thường người ta sẽ đặt tên cái namespace cho một lớp nào đấy dựa vào cái tên thư mục của nó luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ đặt luôn là tên là cái class bằng base model, đóng mở ngoặc như này. Thì tôi tiến hành là copy luôn cái hàm này, Mongo model. Tiếp theo tôi tiến hành là tạo một cái lớp mới tên là product.php. Thì tôi ở trong này tôi copy cái file này, tôi pet xuống. Thì cái file này tên là product model. Product
Mongo Model Product. Xếp xuống. Rồi. Tiếp theo, nếu mà tôi có những cái lớp mà tương tác với cơ sở dữ liệu là MySQL thì tôi tạo ra một cái thư mục tên là MySQL. Sau đó cũng có Base Model. New File tên là basemodel.php. Trong này viết luôn. Nhưng mà tôi ở đây để namespace của tôi là MySQL, cũng là base model, và đây là tôi có MySQL model. Product này cũng vậy, tôi tiến hành làm tương tự, chỉ khác mỗi cái namespace thôi. Đây là MySQL product, đây là MySQL model product. Xong. Còn ở cái file index này tôi muốn sử dụng cái lớp nào? Các bạn lưu ý này, tôi muốn sử dụng cái lớp nào? Thì giống như bình thường là chúng ta cần phải làm gì trước? Require one, đúng không? Tôi require cái lớp là product chẳng hạn. .pp này có đủ không? Này có đủ không? Không, chúng ta phải là gì? Mongo. Sửa bên kia, sửa bên này, sửa bên này. Sửa bên này à? Sửa bên này à? Rồi đúng rồi. Và require one MySQL product. Sau đó nếu tôi muốn dùng cái lớp product này thì tôi sẽ tiến hành là use MySQL sửa product, sử dụng cái lớp MySQL product. Thì cái này tại sao tôi viết được? Thì cái này này, các bạn để cái này này, nó chính là cái namespace của thằng này. Bê cái namespace ra và pệt vào đằng trước, sau đó sược đến tên lớp là xong. Đây là cái địa chỉ nhà, còn đây là tên người. Được chưa? Bật cái quạt lên cho nó mát. Được chưa nhỉ? Và ở đây sau khi tôi viết cái use này rồi thì tôi được phép tiến hành là new product. Và tôi va đâm vào cái model. Thì các bạn sau khi reload các bạn sẽ có là name MySQL, đối tượng là MySQL product, name bằng MySQL model product. Sau đó nếu mà tôi muốn cái biến thứ hai của tôi model, tôi có cái biến $model2, nó sẽ bằng new. Nhưng mà new của cái Mongo product thì là nào? Lại use Mongo product như này à? Rồi, cái này bằng new product. Như này đúng không? Và tiến hành cũng qua đăng model 2. Này đúng không? Sai. Thấy chưa? Vẫn sai. Bởi vì sao các bạn để ý này? Mặc dù tên hai thằng này nó đều là product, đúng không? Tên hai thằng này đều product, chúng ta đã nhét cái namespace nó khác rồi. Đúng không? Tuy nhiên chúng ta nếu mà mới use như này thôi thì chúng ta chỉ đơn giản là gọi hai là định nghĩa trong cái file này chúng ta có thể sử dụng chúng nó thôi. Nhưng mà không thể ở trong lập trình vẫn không thể nào mà đặt hai thằng cùng tên lớp vào đây chỗ được. Mà chúng ta phải gọi biệt danh ví dụ thằng này cũng là giáp, thằng này cũng là giáp. Nếu mà cơ ra ngoài xã hội thì hai thằng này phải là giáp và không biệt được. Thì đây là giáp trâu và đây là giáp chó mà. Đúng không? Thì là đặt cho nó một cái biệt danh là giáp gì đấy thì chúng ta có cái alias s mongo product thì chúng ta sẽ copy cái này paste vào đây. Được chưa? Và chúng ta reload. Đây là cái thằng thứ hai này. Cái thằng thứ hai. Được chưa? Thì chúng ta phải nhớ nếu mà hai cái lớp cùng tên view ở trong một file thì phải nhớ đặt tên cho nó, đặt cho nó thêm một cái alias ở ngoài nữa. Yên tâm, bài này thằng Giáp sẽ hiểu nhất lớp. Được chưa? Đấy. Đấy là cái cách chúng ta sử dụng với cái namespace. Xong chưa nhỉ? Rồi. Cái namespace này giống như ban đầu tôi nói là nó sẽ giải quyết chúng ta cái vấn đề là các cái lớp bị trùng tên nhau. Và chúng ta sử dụng, chúng ta vẫn phải sử dụng nó thì chúng ta có thể giải quyết bằng cái namespace này. Tách nó ra hẳn các cái file khác nhau, đặt chúng nó chung một cái namespace. Sau đó dùng cái namespace nào thì
use require xong rồi use cái namespace đó. Được chưa nhỉ? Hiểu cái namespace chưa? Có ai thắc mắc gì không? Namespace nó chỉ có thế thôi, nó chỉ là một không gian tên để chúng ta sử dụng. Có ai thắc mắc gì không? Chị bắt đầu từ bây giờ chỗ nào cũng dùng. Thật, cứ nói thật, chỗ nào cũng đều dùng, cứ chỗ nào xuất hiện lớp là sử dụng namespace, chứ không còn những kiểu require xong. Chuẩn bị nó bỏ hết toàn bộ require trong một lấy kỳ cả. Bỏ hết. Hả? Use cái require kia, các bạn hiểu rồi đúng không? Chứ tôi đã giải thích cái require này rồi. Rồi, cái use này, use là gì? Sử dụng. Thì là tôi khai báo là tôi được, tôi muốn sử dụng cái lớp này ở trong cái đoạn code này của tôi. Để trong lúc trước. Bây giờ mình học namespace. Bây giờ mình đến cái phần này. Để sao giữ cách dùng. Và từ bây giờ cứ thế dùng thôi. Cái này dùng namespace. Hả? Cái này dùng namespace. Tức là xong các bạn chuẩn bị sẽ bỏ hết toàn bộ. Các bạn có để ý nhá. Để ý nhá. Bây giờ tất cả các cái file của chúng ta, các cái lớp của chúng ta ấy, cứ dùng cái nào là phải require đấy thôi. Đúng chưa? Require thì nhiều chỗ. Đúng không? Đây chứng minh nhá. Đây cái bài chúng ta vừa qua đúng không? Thứ nhất là index này. Require 3 cái này. Trong controller này, require 1 cái này, trong product require 1 cái này. Trong model mỗi thằng model con lại require thêm vài cái nữa. Đúng không? Đúng nhá. Rồi, require này nếu mà sau này tôi đổi một chút thư mục nhá. Thì tôi require lại. Tìm từng cái rồi đi quay lại. Đúng không? Namespace, nếu chúng ta sử dụng namespace, nếu mình quan tâm đến cái một chút thủ tục nào rồi. Đúng nhá. Còn tôi sẽ có một cách để giúp chúng ta đi quay tất cả lớp của trong cái project này vào trong một file thôi. Chúng ta chỉ cần toàn lưu duy nhất một file thôi. Còn lại, dùng ở đâu cứ im. Dùng cái gì là im. Thế là xong. Ngoài ra cái này nó còn, tôi đã nói rồi, cái namespace của chúng ta nó có cái lợi thế hơn so với những việc require này là ở chỗ là nó có thể dùng được các lớp cùng tên và để các cái namespace khác nhau. Hiểu chưa? Đấy là cái lợi thế của nó thôi. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng như thế nào để làm cái trò này, để làm cái việc tôi vừa mới nói. Các bạn mở cho tôi cái kiểm tra xem máy đã có mạng chưa. Rồi bây giờ vào cho tôi cái file này, vào cái trang này, getcomposer.org. Rồi, bấm vào luôn đi. Ở bên Windows của các bạn sẽ có kéo lên trên đấy. Kéo lên trên nó sẽ có một cái file composer setup.exe. Có nhìn cái gì không? À rồi thôi, quỷ cái. Bấm vào đâu luôn. Windows của tôi nó là cái ở bên Mac cho nên là nó không có cái phần download, chứ còn ở máy các bạn ấy, ở cái trên cái đoạn đầu nó sẽ có một cái đoạn là composer setup. Tải file này về, click vào đấy là tải về thôi. Tải luôn chứ còn gì nữa. Cái gì? View mà đâu? View đâu đâu chúng ta cài nó. Mà
làm gì? Cứ để cho nó chạy bằng mình đi. Sau rồi sẽ có cái đoạn là các bạn cài cái phần link, cài cho cái đoạn chọn là cái PP ấy. Nó sẽ chạy được. Làm gì ấy? Làm gì? Đấy rồi đấy. Đi hướng dẫn các bạn cắt cài nhanh. Nhanh. Em cài luôn. Nhanh, được chưa? Đi hướng dẫn cắt cài. Thôi, được. Đây, tôi lấy máy này tôi cắt cài. Máy này có cổng VGA đúng không? Composer của máy mình thì rõ là Composer. Có bé quá không? Đây có Composer này, enter xuống thì nó sẽ hiển thị ra cái chữ Composer và cái phiên bản Composer của các bạn. Như máy tôi là hình như là một bản 1.4.1 thì phải. Chẳng nhớ lắm. Đây, của tôi phiên bản từ rất lâu rồi. Từ tôi cài từ ngày mùng 10 tháng 3. Mùng 10 tháng 3, từ lâu lắm rồi. Rồi xong. Sau đó các bạn để ý này, mở cái NSP ra. Chúng ta tạm thời thực hành trên cái NSP này trước. Chúng ta mở cái CMD từ ở trong cái file, ở trong cái NSP này. Các bạn để ý này, cái con trỏ là như này. Mở cái CMD ra bằng cách là các bạn mở cái Windows Explorer ở trong cái thư mục NSP này ra. Giữ shift chuột phải, chọn Open, Open Common Windows here. Được chưa? Mày mở cái thư mục ra, nghe có hiểu cái gì đâu. Thư mục nó chứa cái project. Không phải ra mở cái lời mình ngồi đúng trước học ra. Tôi cũng sẽ mở cái thư mục L11 ra cho chúng ta làm luôn ở trên này. Tôi đã clone ra cái L12 rồi. Đây, L12 đây. Bây giờ chúng ta làm cái việc như sau này. Composer cách init. Init là khởi tạo. Khởi tạo cái file Composer ở trong này. Enter xuống. Composer cách init. Đó. Sẽ bật lên màn hình giống như này. Chúng ta nhìn thấy đây là cái cách init name. Cách init name là tên cái project của chúng ta. Thì chúng ta biết để là tên mình hoặc là gì đấy phục sửa cái tên thư mục. Được, hoặc là bình thường như các bạn nó đang có sẵn rồi đấy. Đúng không? Enter đi. Yeah. Nó lại xuống. Sao phải mang nhiều chỗ thế? Sao? Bung ra mở lớp này. Giữ shift chuột phải. Chuột phải ở đất tay. Đi không phải không có video gì được không? Đang bố rơi đi. Cô học lập trình nó cứ như gà rồi ấy. Chẳng biết cái gì cả. Làm lập trình mà cứ ngu ngang ngu ngơ như này, sau này đi làm nó chỉ chửi thôi, chẳng được cái gì của người cả. Học hành thì không bao giờ chịu vọc vạch. Sao mà khá được?
Composer cách init. Ra chưa? Ra cái này chưa? Nó sẽ sau đó enter xuống description, nếu có mô tả gì cho project thì mô tả vào, không có thì thôi. Author. Các bạn xem có cái kiểu như này không? Ví dụ đây tên mình này. Xong rồi đóng dấu nhỏ hơn, email dấu lớn hơn. Xem có không? Nếu không có thì viết vào, ví dụ như kiểu tôi viết project này là do Chí làm chẳng hạn. Thì đây tôi viết là Chí VP chẳng hạn. Sau đó là phí Chí VP a@gmail.com chẳng hạn như này. Cái này đánh dấu ai là tác giả cho cái project này. Enter xuống. Tiếp theo là minimum stability. Đây là cái bản tối thiểu là nó sẽ là ổn định, cái bản ổn định á, thì chúng ta tạm thời không quan tâm, chúng ta enter xuống. Package enter luôn, license enter xuống. Would you like to define your dependency thì chúng ta no, chọn no. Đến đây chọn no nhá, để ý đây này, rất nhiều thằng chết ở cái chỗ này đây này. Đến cái đoạn nào có would you like require gì gì đấy, mặc định nó chọn yes thì mình biết đấy là no. Tiếp theo ở dưới nữa cũng no note. Và đến cuối cùng mới chọn yes. Làm đi Chí. Ngồi nhìn cái gì? Xong giờ mới tải. Git thì sao? Cứ bật được CMD lên là được. Thì kệ không? Xong chưa? Đã đến cái đoạn come do you confirm generation yes này chưa? Đến rồi thì enter xuống, nghe là xong. Đến lúc này trong project của mình nó sẽ tự tạo ra một cái file tên là composer.json. Composer.json mở ra, nó chính là cái config vừa rồi của chúng ta ấy, giúp chúng ta tạo ra cái file này. Cái file này sau này nó sẽ là nơi giúp chúng ta thực hiện cái việc sau này. Thứ nhất, nó sẽ giúp chúng ta gom tất cả những cái lớp ở trong project vào và require ở trong một file. Đấy là một chức năng đầu tiên. Chức năng thứ hai, nó sẽ giúp chúng ta cài thêm những thư viện ở bên ngoài vào để giúp chúng ta email
bên bên mailer mấy nơi chúng ta có thể là cài nó thì nó sẽ conflict ở trong phần mềm này. Và sau này chúng ta muốn sử dụng thư viện của bên thứ ba, bên thứ tư, bên thứ năm gì gì đấy, muốn sử dụng thư viện của ai chúng ta tiến hành là composer require tên thư viện một phát là xong. Thì đấy là cái lợi ích của cái thằng composer để đem lại, nó quản lý hầu hết tất cả các cái thư viện PHP trên toàn cái thế giới này. Đấy lợi ích của nó. Tiếp theo, xong đến đây chưa? Tiếp theo tôi làm cái việc đầu tiên là loại bỏ tất cả các cái việc require như ở file index này đi cho các bạn này. Loại bỏ hết đi. Bằng cách như sau. Bằng cách như sau này. Mở cái file composer json ra. Mở file composer.json ra. Dưới cái require này chúng ta có một cái phần là autoload hai chấm đóng mở ngoặc nhọn như này. Đây tôi viết là PSR4 function. PSR4 hai chấm đóng mở ngoặc như này thì phải. Như nào nhỉ? Ở đây như này. Cái PSR4 này nó là một cái chuẩn đặt tên của các namespace của chúng ta. Thì đây tôi để PSR4 thì tôi config như sau. Các bạn để ý cái thư mục controller này nhé. Tôi viết đúng như vậy, viết một khác mỗi cái chữ C viết hoa. Controller. Được chưa? Sược. Hai chấm. Từ thư mục là controller sược như này. Cái điều này biểu trưng một cái việc đó là tất cả các lớp nằm trong cái thư mục controller này sẽ đều được bắt đầu vào cái namespace là controller. Cái chữ C để viết hoa và là tên của giống hệt. Làm tương tự với model thì chúng ta sẽ có là tất cả các lớp model thì tôi bắt sẽ bắt đầu bằng từ model sược hai chấm thư mục là model như này. Tiếp theo chúng ta tiến hành cái việc như sau. Xong đến đây rồi đúng không? Chúng ta tiến hành tiếp, gõ một câu lệnh là composer dump autoload. Xong. Các bạn thấy khi sau khi chạy xong nó sẽ hiển thị ra một cái dòng là generating autoload file. Các bạn nhìn thấy cái thư mục vendor nó mới thêm vào đây này. Nó thêm tự thêm toàn một cái thư mục vendor và có một cái file là file autoload. Ở đoạn này tôi cũng chẳng biết nó viết cái gì cả. Nhưng mà ở trong cái file autoload này nó thực hiện một cái công việc đó là nó sẽ quét qua tất cả các cái lớp trong thư mục controller, các cái lớp trong thư mục model. Và quay tất cả các lớp nằm trong này vào trong cái file autoload.php ở đây. Và bây giờ nếu mà muốn để sử dụng các cái lớp này, chúng ta không cần phải tiến hành require nhiều như ở ngoài index nữa, mà chúng ta chỉ đơn giản tiến hành như sau. Ở đây chúng ta sau start này chúng ta tiến hành là require one.
cái file là vendor sượt autoload.php. Như này là xong. Và ở dưới này chúng ta chuyển hết cái việc là require one ở đây bỏ đi. Chúng ta chuyển sang dạng là use controller home controller.php. Product controller cũng tương tự. Use controller product controller. Product này cũng vậy, chúng ta sửa lại cái model. Use model product model product.php. À sửa ngược, xin lỗi các bạn. Sửa như thế này. Các bạn sửa đi đã. Câu còn còn là cái kiểu Việt Nam hóa thế này như vậy, mã kiếp tôi không bao giờ nói được thế này, và mã kiếp lương tôi không bao giờ vượt quá được 10 triệu. Mở cái nào? Cái gì? Cái trắng nó đen gì như này? Đỏ. Dạ. Cái gì mà chẳng phải em? Đây con là 6 đây đúng không? Rồi. Giờ thì có nào? Có. Có tâm tư lên ăn bao nhiêu thì tốt kìa. B. D. B. Sai này, cái gì sai của mình là xong chưa? Sau khi làm cái việc này xong, chúng ta tiến hành vào trong các cái controller này, chúng ta thêm cái namespace vào cho nó. Namespace, đây là controller SC. Đây là model này, chúng ta cũng tiến hành là use lại, use cái model sửa product. Xong. Product controller cũng vậy, thêm cho nó một cái namespace là controller. Namespace controller, ở đây chúng ta sửa lại product. Đây có base model, chúng ta sẽ sửa lại, chúng ta có cái namespace cho nó. Model product này cũng thế. Use
À quên nhầm, namespace. Model. Require one. Thì chúng ta require one cái, chúng ta tiến hành use cái base model là được rồi. Biết vì sao cái này chỉ cần use base model không? Hai thằng này là anh em cùng một nhà, thì gọi thì không phải chạy ra ngoài rồi gọi ngược lại nữa, mà gọi đến thằng bên cạnh nó luôn. Thì là không cần phải gọi đến cái namespace rồi thì tên lớp nữa, mà chỉ đơn giản là gọi thẳng tên cái đứa cùng nhà là xong. Vậy là xong. Ở đây còn thằng này nữa. Namespace model use by model use product xong. Và bây giờ chúng ta chạy cái project này như bình thường. Tí nữa tôi sẽ đẩy code lên nhá. L12 base model not found product. À đây, tôi viết sai chữ namespace. Product dòng số 9. Use base model. Sao thằng base model này của tôi bị lỗi gì nhỉ? À đây, do cái lỗi này. Public function. Đây. Dùng namespace là phải thêm đủ những cái này vào. Ồ, dòng số 9 bị lỗi gì nhỉ? Product base model, extend base model. Chứng tỏ base model này có lỗi gì đấy. Bạn chờ tí để tôi xem lại cái thằng base model này có lỗi gì. Public connect. Public đủ hết rồi nè. Class base model namespace model. Đúng rồi mà nhỉ. Namespace là model này. Class base model. Có vẻ không sai. À đây rồi, model PDO, base model này cần phải dùng cái thằng PDO. Thì use PDO. Xong, vẫn như cũ. Ở trong các lớp này chúng ta sử dụng thằng hàng xóm của nó thì chúng ta thậm chí là có thể bỏ luôn cả cái base model và product model đi cũng được. Không cần nữa. Bỏ hết đi. Chúng ta vẫn chạy như bình thường đúng không? Như này. Thì là từ đây trở đi là chúng ta không cần phải quan tâm đến các cái việc require thì tiếp nữa chúng ta chuyển hết sang sử dụng của namespace như này là xong. Bây giờ tôi sẽ đẩy code lên nhá. Các bạn làm chiếu theo cái code này để làm. Bài tập của chúng ta bài tới sẽ rất đơn giản, đó là cài cho tôi một cái thư viện và sử dụng cái nên chuyển của thằng project MVC của chúng ta sang thành sử dụng namespace, thế thôi. Hết phim, chạy được là được. Đấy là bài lab 6 ở lab 7. Rất dễ. Còn ví dụ như kiểu là cái việc hôm trước tôi có một cái file send mail đúng không? Các bạn để ý này. Tôi có một cái file send mail đúng không? Ở đây các bạn nhìn thấy tôi vừa phải require cái mớ này, vừa phải use cái thằng này đúng không? Bây giờ nếu mà tôi đã sử dụng namespace rồi ấy, thì các bạn sẽ tiến hành là muốn dùng nhá, xóa bay cái thằng này đi. Xóa.
delete. Xong. Bây giờ tôi muốn sử dụng thằng PP Mailer này, các bạn để ý này. Muốn sử dụng cái thằng PP Mailer á, tôi chỉ đơn giản là lên đây tìm PHP Mailer. Đây, PP Mailer đây. Đúng cái thư viện hôm trước chúng ta dùng không? Bây giờ chúng ta kéo lùi xuống dưới, nó sẽ có một cái phần là installation. Đây, nhìn thấy không? Composer run require PP Mailer, PP Mailer. Là liên quan đến Composer rồi đúng không? Viết vào đây. Tự nó sẽ tải cái nhất trong cái vendor đầu chúng ta. Chúng ta không cần phải sử dụng nữa, không cần phải không cần phải bê cái thằng kia vào nữa. Chỉ cần qua namespace thôi. Không phải require cái gì nữa. Code tôi để lên trên rồi nhá, các bạn vào trong GitHub để lấy về. Yêu thêm cái video vào. Các bạn thấy không? Khi tôi chạy xong câu lệnh là composer require PP Mailer, sửa PP Mailer, nó tải luôn cái thư viện đấy về trong cái project của tôi. Và các bạn xem lại cái project, bây giờ cái file composer json nó đã có thêm cái phần require là PP Mailer version là 6.0. Ngoài ra cái vendor các bạn sẽ nhìn thấy cái thư viện là PP Mailer ở trong này. Chúng ta dùng nó thì chúng ta chỉ đơn giản là tiến hành, ví dụ tôi dùng ở trong này nhá. Thì tôi chỉ đơn giản là require one cái file vendor auto load thôi là được. Vendor sược auto load .pp. Sau đó ở dưới này tôi không phải dùng cái này nữa mà tôi đơn giản làm như này là xong. Tôi xem mail như bình thường. Vậy thôi. Còn nếu mà trong project của tôi bây giờ nếu mà trong ví dụ home controller của tôi muốn làm cái hàm send mail. Đây là tôi để là public. Để public đi. Public function send mail. Ở đây tôi có sử dụng đến các cái lớp. Các cái lớp này thì tôi cũng tiến hành use nó ở phía trên. Copy paste nó lên trên này. Và tôi copy toàn bộ code ở trong này đưa vào bên kia cũng được, chẳng sao. Copy đưa vào đây. Đấy, thế là xong. Là đưa được các cái thư viện của bên thứ ba cung cấp vào trong project của mình và chúng ta gửi đi như bình thường. Xong. Đấy, phần tôi đẩy code lên rồi, phần việc của các bạn còn lại là thứ nhất. Tải cho tôi cái thư viện PP Mailer vào trong project của bạn các bạn, xong rồi test code thử một cái đoạn để gửi mail. Cái thứ hai nữa là chuyển toàn bộ cái project của chúng ta chuyển sang dạng namespace và use để sử dụng. Làm đi. Thank you.